Đầu tiên đến từ khán giả Nguyễn Anh Thư ở Hà Nội, xin được hỏi bác sĩ Lê Hồng Quang. Em bị u tuyến vú thể bộ 3 âm tính, đã mổ cắt toàn bộ vú phải và vét toàn bộ hạch nách 11/11 hạch mãn tính, đã xạ trị 25 mũi và muốn phẫu thuật tạo hình, xin được bác sĩ tư vấn ạ. Cái thể của bạn là thể có bộ 3 âm tính thì đây là một trong những cái thể mà có cái độ ác tính tương đối cao. Thế và cái việc mà điều trị ngoài cái phẫu thuật thì việc điều trị bằng hóa chất cũng rất là quan trọng. Thì chúng tôi cũng hy vọng là bạn đã được điều trị với những cái phác đồ hóa chất tốt nhất. Cái vấn đề ở đây đặt ra là đã nên điều trị, đã nên phẫu thuật tái tạo lại hay chưa, thì chúng tôi cũng chưa thấy bạn nêu là cái thời gian bạn đã kết thúc điều trị từ bao giờ. Đấy. Thế thì ở đây chúng tôi cũng có lời khuyên là như những cái gì bạn kể thì cơ bản là hiện tại cũng không thấy có vấn đề gì về cái chuyện tiến triển bệnh. Thế có nghĩa là cái bệnh ung thư vú của bạn đã được kiểm soát tương đối tốt. Thế thì nếu mà ngoài cái thời gian 6 tháng sau khi mà kết thúc điều trị thì bạn cũng có thể đến thăm khám và được bác sĩ tư vấn. Thì cũng báo cáo với quý vị khán giả và các quý vị bệnh nhân là tại bệnh viện ca của chúng tôi thì cũng đã có một cái phòng khám tư vấn riêng về phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân ung thư vú sau điều trị. Thì chúng tôi từ lãnh đạo bệnh viện cho đến tiểu ban, các khoa phòng là cũng rất là cố gắng thiết lập được một cái phòng khám như thế. Nhưng mà tất cả các cái nhu cầu, các cái mong muốn cũng như là các cái băn khoăn thắc mắc của những bệnh nhân mà chưa được tạo hình hoặc là đã được tạo hình rồi mà có những cái vấn đề gì cần phải giải đáp, cần phải khám thì chúng tôi cũng có cái phòng khám riêng để mà đáp ứng được cái nhu cầu cho người bệnh. Để trở lại câu hỏi của bạn Anh Thư thì theo chúng tôi, nếu mà cái thời gian bạn kết thúc đã được điều trị được qua 6 tháng mà không có dấu hiệu bệnh tiến triển thì bạn hoàn toàn có thể đến khám và bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cái thời gian cũng như là cái phương án phẫu thuật nó tốt nhất, phù hợp nhất cho bạn. Vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ Quang. Câu hỏi tiếp theo.